Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Chúa Nhật Giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho công việc loan báo tin mừng của giáo hội. Mời anh chị em đừng. Lời Chúa trong phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy 11 môn đệ đi về Galilea, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước khi thấy người các ông thờ lại người nhưng có ít kẻ còn hoài nghi, Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận xin mời anh chị em ngồi anh chị em thân mến từ thế kỷ này tới thế kỷ khác giáo hội luôn ý thức về sứ vụ của mình là ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa Giêsu những nỗ lực loan báo tin mừng của giáo hội đã làm cho nhiều dân tộc nhận biết Chúa Kitô Hầu như khắp năm châu Hạt giống tin mừng đều được gieo vải Tuy nhiên thưa anh chị em Việc làm cho muôn dân trở thành môn đề của Chúa Còn là một thách đố lớn lao cho giáo hội Theo số liệu được cuốn niên giám tòa thánh Vatican 2017 công bố Số tín hữu công giáo trên thế giới là 1 tỷ 313 triệu người Chiếm 17,7% Trên tổng số 7 tỷ 408 triệu người Trên thế giới Như vậy Số người chưa tin nhận Chúa Kitô Còn chiếm một con số rất lớn Và như vậy công việc loan báo tin mừng của giáo hội Luôn là một sứ vụ thúc bách chúng ta trước sự thúc bách này. Thưa anh chị em, chúng ta phải làm gì sau bao nhiêu nỗ lực thực thi sứ vụ? Các vị chủ chăn trong giáo hội đã đưa ra nhiều chỉ dẫn. Giáo hội địa phương cũng đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo với ước mong tìm ra những cách thế phù hợp với thời đại để truyền tải tin mừng Chúa Giêsu đến cho người thời đại hôm nay nhưng anh chị em thân mến xem ra công cuộc loan báo tin mừng vẫn còn gặp biết bao nhiêu là trở ngại làn sóng chống lại giáo hội càng ngày càng lớn không chỉ ở những lãnh thổ luôn đối nghịch với giáo hội công giáo chẳng hạn ở do thái hay một vài quốc gia hồi giáo nhưng ngay tại vùng đất được gọi là tự do dân chủ như ở Mỹ chẳng hạn. Mới đây, Wikileaks đã công bố hàng chục ngàn các thứ điện tử bị rò rỉ, cho thấy tâm tình chống bán các học thuyết xã hội công giáo, khinh miệt các giám mục công giáo của các nhân vật cấp cao của đảng Dân Chủ Mỹ. Chẳng hạn như Podesta cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton. Bà Hillary Clinton và nguy hiểm hơn là âm mưu của đảng Dân Chủ Mỹ muốn gieo những mầm mống nội loạn trong giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, tin mừng còn phải đối diện với bức tường được người thời đại xây dựng lên đó là chủ trương tương đối hóa chân lý và tôn giáo. Một hình thức mới của chủ nghĩa vô thần Không trên lý thuyết Nhưng trên thực hành Có nghĩa là Chân lý không còn là phạm trù tuyệt đối Thuộc về Thiên Chúa Nhưng nó được quy định bởi con người Vì không còn chấp nhận chân lý tuyệt đối Nên không còn nhìn nhận Đức Kitô là đấng cứu độ duy nhất và cho rằng các nhà sáng lập các tôn giáo khác là những khuôn mặt cứu độ như đức Kitô. Bởi vậy, thưa anh chị em, xuất hiện chủ trương nào nào cũng tốt phát bắt nguồn từ chủ trương tương đối hóa tôn giáo. Vâng, chủ trương tương đối hóa còn ảnh hưởng nặng nề hơn nữa. Đối với các vấn đề luân lý. Vì cho rằng không có luân lý tuyệt đối nên con người không còn tiêu chuẩn nào để huấn luyện lương tâm của mình. Và điều đó cũng có nghĩa tin mừng Đức Kitô không còn là tiêu chuẩn để đào luyện một lương tâm ngay thẳng. Một vấn nạn lớn nữa mà tin mừng còn phải đương đầu đó chính là ngẫu tượng mà người thời đại hôm nay làm nên và tự sung bái ngẫu tượng đó chính là tiền bạc như đức giáo hoàng Francisco đã nhận định chúng ta đã tạo ra những thần tượng mới việc thờ phượng của con bò vàng ngày xưa đã tìm thấy một hình tượng mới và tàn nhẫn vô tâm trong sự sùng bái tiền bạc việc sùng bái hình thành một nền văn hóa mới văn hóa vô cảm hoàn toàn ngược lại với tin mừng hãy xót so thương thưa anh chị em trong một bối cảnh như thế người tín hữu chúng ta phải làm gì để có thể chu toàn sứ vụ loan báo của mình có lẽ trước tiên chúng ta phải kiên vững với đức tin của chúng ta nói như Đức Tổng Giám mục Joseph Kurs, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Vì các niềm tin này đến với chúng ta từ chính Chúa Giêsu, không phải từ một đồng thuận do các chuẩn mực đương thời tạo nên. Tin mừng được cung ứng cho mọi người thuộc mọi thời đại. Nó mời gọi chúng ta yêu mến người lân cận và sống hòa bình với nhau. Vì lý do này sự thật của Chúa Kitô không bao giờ lỗi thời hay không với tới được. Tin mừng phục vụ ích chung chứ không phục vụ các nghị trình chính trị. Vâng, thưa anh chị em. Để loan báo tin mừng chúng ta phải cắt tiếng tạ ơn vì hồng ân đức tin đã được tặng ban. Lời tạ ơn phải được biểu tỏ qua việc tham dự việc cử hành phụng vụ một cách sốt sắng và trang nghiêm. Chúng ta không thể loan báo tin mừng trong khi chúng ta thờ ơ với việc cử hành phụng vụ. Bởi vì chính trong phụng vụ, chúng ta gặp được sự hiện diện của Chúa Giêsu, người chính là nội dung của việc loan báo tin mừng. Và thưa anh chị em, cũng chính qua cuộc gặp gỡ này mà chúng ta hiểu được rằng trong con người có một khao khát sự vô biên mà không ai có thể dập tắt được người ta đã thử rất nhiều nhưng không một câu trả lời nào có thể thỏa mãn được sự khao khát này chỉ có chính thiên chúa là đứng trở thành bạn hữu hạn để mở sự hữu hạn của chúng ta ra và dẫn chúng ta đến chiều rộng của sự vô biên của ngài để trả lời câu hỏi về sự hiện hữu của chúng ta vì lý do này mà đức tin Kitô hữu cũng tìm được con người ngày nay nhiệm vụ của chúng ta là phục vụ đức tin với một tinh thần khiêm nhường cùng với hết lòng hết sức và hết trí khôn của chúng ta đó chính là tâm tình của Đức Benedicto thứ 16. Và thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco còn nhấn mạnh rằng để có thể loan báo tin mừng, mỗi người chúng ta phải làm sao tràn ngập niềm vui của tin mừng. Có nghĩa là trong chính chúng ta, từng người chúng ta phải cảm nghiệm được tin mừng là niềm vui đang chi phối cuộc đời của chúng ta chúng ta hân hoan vì chúng ta đã gặp được Chúa Kitô. Niềm vui đó phải được trào dâng ra bên ngoài. Do đó, Đức Thánh Cha Cô nói: không có niềm vui tin mừng trong chính mình thì đừng mong tưởng tới việc loan báo tin mừng đến cho người khác. Và trong bài giảng khai mạc tháng ngoại thường cầu nguyện cho công việc truyền giáo nhân kỷ niệm 100 năm ban hành tông huấn maximum in Lut của đức benedicto thứ 15. đức francisco cũng đã nhấn mạnh đến việc loan báo bằng chính chứng từ của đời sống kitô hữu ngài nói các vị từ đạo là những chứng nhân chính của đức tình không phải bằng lời nói nhưng bằng chính cuộc sống của các ngài. Các vị tự đạo biết rằng đức tin không phải là chuyện tuyên truyền hay là chiêu dụ tín đồ. Nhưng đó là một món quà đáng trân trọng trong đời người. Các ngài sống bằng cách truyền bá an bình và niềm vui, bằng cách yêu thương mọi người, thậm chí là kẻ thù của mình. Vì tình yêu dành cho Chúa Giêsu. Chúng ta những người đã khám phá ra rằng chúng ta là con cái của Cha trên trời. Có thể nào lại giữ im lặng trước niềm vui chúng ta được Chúa yêu thương và trước niềm xác tín rằng chúng ta trở nên quý giá trong mắt của Chúa. Đó là một thông điệp mà rất nhiều người đang chờ đợi để nghe và đó là trách nhiệm của chúng ta chúng ta hãy tự hỏi chúng ta làm gì trong tháng này tôi là một nhân chứng tốt đến mức nào thưa anh chị em vâng mỗi một người trong chúng ta phải tự hỏi tôi đã loan báo tin mừng Chúa Kitô đến cho mọi người như thế nào trong đời sống của tôi. Hay là ngày tháng trôi qua, cuộc đời của chúng ta cũng trầm lặng bình thường như muôn người. Hãy cật vấn lương tâm của từng người chúng ta trước Thánh Nhan Chúa đã nhận lệnh hồng ân đức tin. Chúng ta từng người đã chia sẻ cái hồng ân này đến cho tha nhân như thế nào? Lạy Chúa, đứng trước các thách đố của thời đại hôm nay, xin đừng để chúng con nản chí trong việc loan báo tin mừng. Nhưng trái lại, xin giúp chúng con nhận ra đây là cơ hội để chúng con củng cố đức tin và kiên cường biểu tỏ niềm tin của chúng con theo lời mời của tin mừng. Amen.